Em chào bác chưa? Hiện tại thì em đang ở tại cái điểm trường mầm non thôn Tân Thành bác nhá. Đấy, hiện tại em đang ở đây, thôn Tân Thành. Đây là cái điểm trường mà sau 2 năm sử dụng. Bác vào đây hôm qua thì sau 2 năm sử dụng vẫn tốt bác nhá. Mới từ nhà cầu thì sơn sơn cửa này không biết sao mà nó bay thì bong đó. Tính gì nhà thì vẫn là sự tốt, chưa nứt mẹ gì cả. Đây bác đi xuống xuống xem phần cánh. Các cái này cũng tốt bác ạ. Móng cũng tốt bác nhờ. Tốt, tiền cho nó mẻ gì cả. Tiền nó mẻ đâu. Có thể là lấy tiền sơn cho cái này sơn cho nó mỉ hông. Tiền cũng là tốt. Cái đàn su su này đấy từ tí năm mà thi công thì nó có làm su su nó còn quá còn không nóng thì không sao là mặt tường cả cái nhà không sao ấy nhá. Không sao là cái sơn cửa này không sao là nó ủi bong quá ạ. Các bác đã thấy chứ, nó bong bong với màu sơn nha. Đó. Đấy, chung ra thì tất cả các chương trình ở các nhà hảo tâm, các anh chị lại một quay, cái làm thì vẫn được rất là tốt. Cầu mà đặt bưng quốc gia này vẫn còn nguyên vẹn mà chưa rơi bác nhỉ, này vẫn còn nguyên này không sao cả. Đó là cái công trình của giống đến làm vùng cao và chất lượng thì rất là tốt. Không còn nhiều con đường này nữa,